nay mình học thì môn linh kiện tiếp theo là transistor BJT, viết tắt là bipolar junction transistor, tức là transistor có hai tiếp giáp. Hai tiếp giáp ở đây là hai tiếp giáp PN này. Đây. Mọi người chỉ cần vào Google search cái BJT nó ra. Đây. Thì người ta vẽ như này, tức là một tiếp giáp P này. Ví dụ như đây là NPN thì N này, P N hai tiếp giáp, một tiếp giáp này. Một tiếp giáp và hai tiếp giáp. Đấy. Thì cái chế độ hoạt động của nó thì có thể mọi người có thể rất là dễ tìm kiếm. Đấy. Ký hiệu của nó trên mạch là đây. Đây. Đây, NPN và PNP đây. BJT để mà nó dẫn được ấy thì cần phải phân cực cho nó. Phân cực có nghĩa là đặt một đèn áp thuận lên tiếp giáp BE. Đây, ví dụ như đây nhỉ. Đây là mạch phân cực. Tiếp giáp BE này mà thuận đấy, mà đèn áp thuận đấy lớn hơn 0,7 ấy, thì có mới có dòng IB qua đây thì người ta gọi là phân cực. Đấy. Thì vấn đề là trong sửa chữa thì anh em thường là phải tìm con để mà thay thế. Thì ví dụ như là mình là cái con ZT749 này, con này rất khó mua chẳng hạn. Nhưng mà mình tra datasheet thì là VC 25V, VEB 5V, IC 2A. Thì mình tra cái T on T off nữa. Đây switching time này, 40 nanogiây, 450. Thì mình tra được cái con này dư luôn. Bây giờ như CBE 50V, VEB 5V, VEB 5V, VEB 5V bằng VEB bằng. Còn IC nhé, IC 2A bằng luôn. Đó. T on T off switching time, T on T off 0,1 0,1. Con này switching time lớn hơn à nhỏ hơn này. Con này switching time rất là nhỏ luôn. Nhưng mà thay được. Đấy. Thì nó không phải tương đương nhưng mà thông số nó lớn hơn thì là thay được. Đấy. Thường thì những cái thông số mà đặc trưng ấy nổi bật ấy nó sẽ để trên cùng như này. Đây. 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 25V này, 2A này. Low saturation voltage. Điện áp bão hòa thấp. Đây. Đây. Cũng là điện áp bão hòa thấp này. High switching speed này. Đây nó còn có cái gọi là con bù của nó luôn. Có nghĩa là đây là con PNP thì con NPN của nó là con này. Thằng này thì nó không ghi là NPN nhưng mà nó là ZTX7649 là con bù của thằng này. Đấy là những cái thông số mà mình tra để mà anh em sửa thợ có thể là tìm để mà thay thế. Đấy. Điện áp này, dòng này, nguồn truyền mạch thì nó cần là T on T off. Đây, hai này rất quan trọng. Có nhiều người ta còn kỹ hơn, nó biết output capacity, điện dung ra.
chung là những cái thông số như này thì ok rồi. Có thể thay con này cho con này. Nhưng mà giả sử mà hỏng con HSA1020 này mà thay bằng con này thì lại không được. Đấy. Con này tần số rất là cao luôn này. Frequency này. Rất là cao luôn. Hoặc là con BGT rất là phổ biến này, trong mạch. Con này thì quá phổ biến luôn. Con này General. Con này dùng gọi là BGT quốc dân. Và nó 25V. Nó dòng nó bé. Con này nhiều, rất nhiều trong các cái mạch. Cho qua con BGT nữa đây. Tụ điện output là 120 picofarad. Typical là 12. Xem là nào. Output này cao phết nhỉ. Chính răng thằng C1718 đây. Cái tần số output đấy cao ghê. Đấy, mọi người có hỏi gì thì comment ở dưới. Còn đo để làm sao mà biết nó sống nó chết ấy. Thì mình đo tiếp giáp PN thôi. Bây giờ đây. Đặt que đỏ vào đây, que đen vào đây mà nó là lên thang, để thang đi ôn nhá, nó là 0.17 thì nó còn ôn sống. Đây, que đỏ vào đây, que đen vào đây, đó. Que đỏ, còn đối với PNP NPN thì que đỏ vào đây, que đen vào đây. Rồi 0.17. Tức là 0.2, 0.5, 0.6 gì đấy. Rồi đặt que đỏ vào đây, que đen vào đây. Que đỏ, ví dụ như NPN là que đỏ thang đỏ diode là que đỏ vào cực B, que đen vào cực C. Hoặc là que đỏ vào cực B, que đen vào cực E. Tất hai cái này nó đều lên 0.17 hết. 0.16, 0.17. Một tiếp giáp BIOS thì BGT còn sống. Còn đối với PNP thì que đỏ vào cái que đỏ vào đây, que đỏ vào C, que đen vào B, hoặc que đỏ vào C, que đen vào B. Thang đo diode vẫn còn lên